Tập tin địch đại Nhật Ba đang đẩy nhanh lựa chọn kịch bản vì không còn hàng tồn. Liệu địch đại Nhật Ba sẽ đẩy nhanh lựa chọn kịch bản vì đã hết hàng xếp kho hay không? Địch đại Nhật Ba hiện đang là một trong những nữ diễn viên được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Những bộ phim mà cô tham gia đóng chính đều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mới đây một nguồn thông tin cho rằng địch đại Nhật Ba đang liên hệ với hàng loạt những nhà sản xuất phim để đọc và thảo luận về kịch bản vì không còn dự án nào đang trong kho chờ lên sóng. Hai phần Ngự Giao Kỳ đã được lên sóng từ tháng 3 và nhận về những thành tích đáng ngưỡng mộ. Dẫu vậy, sau Ngự Giao Kỳ, địch đại Nhật Ba chỉ còn hai phim chờ được lên sóng. Hiện trong tay nữ diễn viên chỉ còn một bộ phim cổ trang An Lạc Truyện đóng với Công Tuấn, dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm nay. Mặc dù đã đóng máy được một thời gian, song thông tin về bộ phim vẫn còn bỏ ngỏ do scandal của nam chính Công Tuấn. Vì vậy, rất có thể An Lạc Truyện sẽ bị dời lịch chiếu. Bên cạnh đó, Công Tố Tinh Anh hiện đang quay, sẽ hoàn thành vào tháng 6, dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 10 năm nay. Địch đại Nhật Ba hiện đang là đỉnh lưu, việc không có quá nhiều tác phẩm trở nên sóng sẽ khiến cho tên tuổi của nữ diễn viên bớt nhiệt. Trong khi các đồng nghiệp khác liên tục nhận kịch bản mới thì dường như mỹ nữ Tân Cương lại đang cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn kịch bản. Cũng có nhiều tin đồn cho rằng Nhật Ba đã được định sẽ tái hợp với Ngô Lỗi trong một bộ phim lãng mạn đô thị có tên Yêu Đương Mà Thôi. Bộ phim dự kiến sẽ được Trương Anh Cơ, người viết kịch bản cho 30 chưa phải lời hết bên kịch. Mặc dù xuất hiện nhiều tin đồn, nhưng phía Nhật Ba không hề lên tiếng xác nhận bất cứ dự án nào. Động thái này khiến nhiều người hâm mộ của cô nàng tỏ ra nóng lòng trước những dự án. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!